giờ vui đời chiến binh mà anh là gió sương, quê anh là muôn phương. Nếu hôm xưa không đến tìm em với muôn lời ngâm say, thì giờ trong bóng tối tình đâu vẫn vương và biết tìm ai như thương. Đừng gây niềm khổ đau vì thư hồng vẫn treo, ngày duyên mình xanh đôi, ngày nước Việt thêm chia phôi, ta không còn đơn côi. Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Video phát hành vào 19 giờ hôm nay tối ngày 21 tháng 9 năm 2022. Vâng, ở trong clip lần này thì Hoàng Gia đang lên một cái bộ cấu hình gồm gọi là xe pháo mã, gồm 3 món: đầu cối, âm ly và một đôi loa. Đây là một cái cấu hình trong cái tầm tiền khoảng 30 triệu. Vâng ạ, đây là một cái cấu hình mà một bác khách cũng có nhắn tin cho Hoàng Gia Đô trên kênh YouTube đang là test cho bác một cái bộ cấu hình tầm 30 triệu xe pháo mã. Thì bác cũng có hỏi Hoàng Gia Đô cách đây khoảng mấy hôm rồi, nhưng mà cũng mấy ngày hôm nay nói thật với các bác này cũng khá là nhiều việc, thành ra là cũng không nhiều khi không để ý được và cũng có thể là quên, nên là mong bác thông cảm. Mà hôm nay thì bác cũng có nhắn tin lại thì em cũng thôi thì tiện thể tối ngày hôm nay thì cũng lên sóng cho các bác luôn, thì em cũng test một cái bộ theo đúng cái yêu cầu của bác đó, bác khách hàng. Thì đó là một cái bộ ba thứ gồm đầu cối, âm ly và đuôi loa, trị giá tầm khoảng 30 triệu gì đó. Thì hôm nay em sẽ lên một cái cấu hình như này. Và tiện thể em cũng cảm ơn hai bác khách ở Thường Tín, Hà Nội, cũng vừa tầm 12 giờ trưa ngày hôm nay, hai bác cũng không ngại quãng đường xa xôi cũng đã lên cửa hàng Hoàng Gia Đô để test một cái bộ cấu hình và mang về để chúng ta các bác nghe audio. Cảm ơn hai bác rất là nhiều. Cũng tầm trưa cũng rất là muộn rồi, nhưng hai bác rất là nhiệt tình và cũng như là rất là yêu audio, cũng đã lên trực tiếp tại cửa hàng của Hoàng Gia Audio để thẩm âm và cũng như là để chọn những cho mình những cái sản phẩm mới nhất. Và còn nhiều bác khách khác nữa thì em cũng không nhiều khi nó cũng không mời nước cũng như là cũng không cảm ơn các bác được, bởi vì nó cũng thời gian cũng không có nhiều, hai là cũng cửa hàng cũng hơi chật chội một chút, nên là cũng nhiều mong các bác thông cảm. Quay trở về cái clip vào tối ngày hôm nay ấy, thì em cũng xin giới thiệu đến các bác một cái bộ cấu hình như sau, và em cũng đọc giá luôn cho các bác nhé, để bác nào chúng ta xem được thì chúng ta thấy ok để chúng ta liên hệ lại thôi. Thứ nhất là đầu cối tech 4300, đây là cái dòng đầu gọi là phổ thông, thông dụng trong tầm tiền nữa, chạy băng 7, băng 5, băng 7, 2 chiều, 4 trách các bác nhé. Đấy, máy chạy 2 chiều luôn đấy ạ. Đầu này thì em đang bán 12 triệu đồng. Và giá này không bao gồm băng và xương băng các bác nhé. Đấy, những cái chương trình băng cối thì em có đủ hết, kể cả những cái băng tuyển chọn, kể cả những cái băng mà các bác thích nhặt theo yêu cầu thì bên em vẫn làm đầy đủ cho các bác, kể cả băng cassette hay là CD đầy đủ luôn. Đấy, và cái chương trình băng thì hôm nay em cũng vừa giới thiệu hai cái chương trình băng cối tuyển chọn phần 1, phần 2 đó. Thì vào buổi sáng ngày hôm nay em có giới thiệu rồi. Bác nào chưa xem thì có thể xem lại các bác nhá. Rất nhiều cái chương trình hay tổng hợp của các ca sĩ như Duy Khánh cả. Duy Khánh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy, rồi Hoàng Châu, Băng Châu, Hoàng Oanh, rồi là Chế Linh. Đó, 5-6 ca sĩ gì đó. Rất là hay. Thì cái cuốn vừa nãy các bác có nghe cái phần đầu là đêm dài chuyến tuyến của Thanh Tuyền đó, đó là trong thuộc trong cái chương trình băng cối 7 phần 2 các bác nhá. Phần 2 của cái chương trình trong cái quyển tuấn cuốn tuyển chọn gồm 5-6 ca sĩ hát, đó là phần 2 đêm dài chín tuyến.
Vâng, và đầu cối thì em báo giá xong cho các bác rồi. Đấy là máy chạy 5 băng 5, băng 7, 2 chiều, 4 trách. Và dòng này thì nó là phổ thông rồi, và tầm tiền nữa. Chạy từ sắt, tách thì thường là từ sắt. Âm ni ngày hôm nay thì Hoàng Gia đang phối ghép là âm ni Pioneer SA810. Con này thì nó chạy sò của nó là sò sắt neck các bác nhá, neck đỏ đen. Đấy. Dòng này nó cũng chất âm rất là tốt. Âm ni thì sử dụng là vỏ gỗ, hai hồi gỗ hai bên và trên là vỏ gỗ. Đấy, nó cũng rất là hợp so với cái cấu hình này. Nhiều bác sẽ hỏi rằng tại sao không đưa những dòng âm ni suất âm tụ của Pioneer hay là Sansui có đài vào đây. Thì nhưng mà vì lý do là cái này nó còn phụ thuộc trong cái tầm tiền nữa. Tầm tiền nữa nên là nhiều khi là mình biết là như thế nhưng mình không đưa vào được. Nhưng mà mình cũng sẽ chọn một con âm ni nào nó có thể chơi tốt cái đôi loa này chẳng hạn. Thì mình đưa vào thôi, và nó cũng có thể hợp với cái tông màu. Đấy, ví dụ như các bác có thể nhìn nhỉ, hồi gỗ của đầu cối và âm ni vỏ gỗ cũng hai hồi gỗ hai bên. Nó cũng không có gì quá lệch tông cả. Cái âm ni đài thì nó chỉ thêm một cái phần đài thôi. Đó, nhưng mà tất nhiên là khi thêm đó thì cái giá của nó lên rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có tầm tiền này thôi thì chúng ta biết cách chơi, không cần nhiều tiền, biết cách chơi thì nó vẫn cứ hay bình thường các bác nhá. Còn nếu mà nhiều tiền mà không biết cách chơi thì nó vẫn thua cái bộ ít tiền. Đấy, em khẳng định như thế. Chơi audio nó vô cùng, nó muôn vàn muôn vẻ, nó muôn hình muôn vẻ luôn ạ, chứ là nó không giống cái nào cả. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phải biết cách chơi thì đó mới là cái hiệu quả nhất. Không cần nhiều tiền, ít tiền mà chơi vẫn hay, thậm chí chơi hay cả hơn những bộ nhiều tiền, thì đó mới là những người chơi audio thực thụ các bác nha. Và đôi loa ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác, đây là đôi loa Sansui SP1500. Đôi này thì nó có sở cấu hình là 5 loa một thùng và sở hữu là cấu hình 3 đường tiếng. Các bác có thể nhìn hai loa tép trên này, một loa trung mix, một mix lớn này, bát 18, đôi này mix 12 và đôi bát này bát 20 nhá, bát 30. Gân vải không nhá. Dùng gân vải thì đặc trưng của gân Sansui, gân vải nó rất là cứng. Đấy. Nên là nghe những dòng nhạc cối này nó không có tiếng bát thì nó thấy nó rất là phù hợp. Bởi vì những cái dòng nhạc cối này thì nó là cái nhạc analog, nhạc thu âm trước 575 thì nó chỉ thiên về những cái tiếng nhạc cụ thôi và tiếng ca sĩ hát thôi. Nên là nó chỉ cần những cái gì ạ? Nó cần nó là cái loa mid, nó là loa trung. Nó cần cái loa trung nhiều hơn là loa bát. Đấy, bởi vì những cái dòng nhạc này nó không có nhiều bát, nó cũng không có nhiều tép quá. Nên là cái loa bát gần như này nó không ảnh hưởng gì nhiều các bác nhá. Nó không ảnh hưởng gì quá nhiều đến cái chất âm của cái bộ mà nghe những cái dòng nhạc xưa. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang cái dòng nhạc mà sau 575, tức là nhạc có thu âm sau này ấy, bát tép nó nhiều ấy, thì cái dòng loa Sansui này thì cái phần bát ấy cảm giác này nó cứng một chút các bác nhá. Nó cứng một chút, nó không có độ mềm mại như những cái dòng loa cũng là gân vải, nhưng gân vải nó mềm thì cái âm bát nó ra nó sẽ mềm mại và sâu lắng hơn. Đó, thì nát nữa thì Hoàng Gia sẽ test cho các bác một cái đoạn nhạc mà nghe nhạc sau 575, tức là nhạc đĩa CD sau 575 đấy, nhạc có bát tép ấy, thì chúng ta sẽ cùng cảm nhận các bác nhé. Còn những bác nào mà chúng ta không cần nghe nhiều quá bát, chúng ta để thiên về trung âm, đấy, chúng ta thiên về nhạc cụ, thiên về giọng của ca sĩ thì đây là một đôi loa nói thật là cũng không thể có điểm nào chê. Với cái mức tiền mà hơn 10 triệu chúng ta bỏ ra thì chắc chắn là cũng khó có đôi loa nào có thể đảm nhận được, chơi được những dòng nhạc tiết tấu chậm và cũng như là có hình thức kê bày cũng như là căng gỗ này, rồi loa vỏ nặng gỗ này cũng theo đúng những yêu cầu của bác luôn. Đấy. Thì những đôi loa Sansui SP1500 thì Hoàng Gia cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, thì các bác có thể nhìn Sansui SP1500 nó sở hữu một cái căng là gỗ này, căng gỗ coi nhé. Nhìn nó rất là cổ kính. Đấy, nó nhìn rất là cổ kính, nó không như những cái dòng căng vải. Đó. Nhưng có điều là cái thương hiệu của nó thì nó không bằng như Pioneer. Nói thẳng nó không bằng Pioneer. Nên là tại sao các bác để ý rằng những dòng loa của Pioneer nó rất là đắt tiền. Ví dụ như 77A, 88A, 99A chẳng hạn, hoặc nói gì đến 66A thôi, bát 25 thôi, nhưng mà nó cũng đã khoảng mười mấy triệu một đôi rồi. Thậm chí nó còn đắt tiền hơn cả cái đôi SP1500 này. Đấy, nó phải vì nó là mang tính chất thương hiệu. Rồi cũng có người nói rằng là nó đẹp hơn, cái căng nó đẹp hơn cái Sansui. Thì đẹp hay xấu thì nó là cách nhìn, cách đánh giá của từng người. Còn ở đây thì Hoàng Gia thông thường sẽ thiên về là phối ghép chất âm các bác nhá. Còn đẹp xấu để tự các bác đánh giá. Đó là cách nhìn của từng người, cách nhìn nhận của từng người. Cái đó Hoàng Gia không đề cập đến. Chỉ đề cập đến cái vấn đề làm sao trong tầm tiền này ghép bộ nào cho hay, ghép cái gì cho phù hợp với cái sản phẩm này.
thì Hoàng Gia sẽ lên sóng cho các bác. Đấy. Cũng có thể các bác có thể lựa chọn đôi loa này nhưng lại thay đổi âm ly đi thì các bác có thể thêm một cái mức tiền khác lên, thêm lên để chúng ta sử dụng những chiếc âm ly đài của Sansui hay Pioneer chẳng hạn cũng được, cũng không vấn đề gì cả các bác nhé. Vì cái đôi loa này nó cũng không quá kén âm ly. Chúng ta cần tìm cho nó những âm ly có âm sắc tốt một chút, có thể là đài hay không đài cũng không quan trọng. Đấy. Còn nếu các bác thiên về hình thức một chút thì các bác có thể lựa chọn những dòng âm ly đài thì giá của nó phải trên một chục một chút, đấy thì chúng lại thêm một khoản tiền nữa. Vậy thì tổng kết cái bộ này hôm nay thì nó tầm bao nhiêu tiền? Đầu cối là 12 triệu, âm ly là 6 triệu rưỡi, loa là 10 triệu rưỡi. Vậy tổng chúng ta đang mới có sử dụng hết 12, 18 triệu rưỡi là 29 triệu các bác nhé. Chúng ta tổng hết 29 triệu. Thì tất nhiên trong 29 triệu đó thì các bác phải bỏ thêm nào là xương băng, nào là băng. Chẳng lẽ mua đầu cối về lại không có băng, không có xương băng. Thì ít nhất có một cuốn băng nữa, một cuốn băng vào một cái xương nhựa nữa chẳng hạn, một cuốn băng có xương nhựa và một cái xương nhựa phụ ngoài thì nó cũng loanh quanh khoảng 800-900 nữa thì cũng gần như là 30 triệu rồi. Đấy, còn dây rắc rồi là đổi nguồn chẳng hạn thì đấy loanh quanh khoảng 30 triệu các bác nhá, 30 triệu tròn. Đấy. Thì đúng theo những cái gì mà bác khách có nói với Hoàng Giao Đô, nói nhắn tin ở trên cái kênh YouTube ạ. Đó, thì 30 triệu thì đây em xin đưa cho bác một cái cấu hình 30 triệu như thế này. Và chắc chắn cái cấu hình này thì nó sẽ đảm bảo với đúng cái chất âm mà bác sẽ đón nhận được 30 triệu. Và nói không quá một chút thì 30 triệu này thì nếu mà chúng ta sở hữu loa Pioneer thì chúng ta chắc chắn chỉ sở hữu được một cặp loa 88A thôi. Đấy, một cặp loa 88A đẹp bây giờ nó khoảng 30 triệu rồi. Chưa nói gì chúng ta phải sắm đầu cối, sắm âm ly nữa thì nó có thể là gấp 2 lần con số 30 triệu cũng không đủ các bác nhé. Đó thì đây là mấy cấu hình phải nói rằng nghe đầu cối ngon bổ rẻ luôn các bác nhá. Vâng ạ, và bây giờ thì em sẽ mời các bác chúng ta sẽ nghe một chút về CD. Chúng ta sẽ nghe CD nhá. Xem cái chất âm của CD như nào nhá. À CD. Đêm đêm người mùi hương mùi hoa tư nhà hàng. Hương nồng hoa tình ai. Đầm đà ngây đó gọi tên. Các nắng gần bên dàn hoa tứ quanh tường nhìn sang trường nhớ thương thầm mơ ngày mai đưa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa tứ nhà hàng ước cha thương đại khách họ hàng cô bác yêu khen nhờ nàng màu hoa thắm chưa tàn nụ hoa còn dư nhụy vàng chắc nàng yêu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu em bước qua cầu cuộc tình tan theo bê dâu biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương mùi hoa tứ bè bàng hoa tình yêu rụng vỡ một trời kim kim thơ thang nhà nàng. Đó, các bác có thể nghe và cảm nhận nó cũng chẳng không thua kém gì những dòng loa nhiều tiền các bác nhé. Đó, về phần trung âm rất là rõ nét, rất là sáng, chi tiết. Tép cũng thế. Có cái phần bát, ví dụ các bác nghe bát của loa Mỹ chẳng hạn, hoặc là những cái dòng loa gân nó vải nó mềm một chút ấy, thì chắc chắn là cái tính bát nó sẽ mềm và nó sâu hơn một chút. Nhưng vì đây là những dòng loa Sansui, đặc trưng của loa Sansui thì cái gân bát nó hơi cứng một chút, thì thành ra là cái tiếng bát của nó không có nhiều. Nhưng mà nếu mà với những bác nào thích, không thích nghe quá nhiều bát thì có thể là vẫn châm trước được. Còn với những bác nào nó quá nặng nề về phần bát thì nó sẽ không phải là cái sở thích của các bác. Đấy, các bác có thể nhìn cái gân của nó này. Gân đặc trưng của loa Sansui như SP 1500, 2500, 3500 thì đều sử dụng cái gân vải này. Nó dày, nó không có mỏng, nó không có độ mỏng. Nên là cái bát nó gần như không có. Cũng may là đây là cái đôi loa có thùng hở nữa. Thùng hở nữa, thành ra nó cũng rất là dễ phối ghép. Đấy, một chung rất lớn các bác nhá. Những cái đôi này thì nó sở hữu cấu hình này, các bác cho con nhìn này, 5 loa và cấu hình 3 đường tiếng các bác nhá, 3 way. Đấy. Thùng vách thì rất là đẹp rồi, thùng lặng gỗ nhá, thùng lặng gỗ.
Đây các bác thể nhìn đằng sau đây. Ở đây nó có hai cell tinh chỉnh này, giải cao, tép và trung. À, các bác có thể nhìn đây cái thông số này, 3 way 5 loa là 5 đường tiếng, 3 đường tiếng 5 loa này, loa bass 30 này, loa trung này, một cái là 13 cm, một cái là 16,5 cm này. Loa tép là có 2,5 cm này. Trở kháng là 8 ohm, công suất max là 60W. Đấy. Thùng là thùng của nó này, tất cả là nguyên đai nguyên kiện từ con ốc luôn bác nhá. Đấy. 10,5 triệu. À, trong cái bộ này thì các bác có thể lấy cả bộ hoặc cũng có thể lấy từng thứ một các bác nhá. Em vẫn bán lẻ từng thứ. À, giá thì em đã đọc rồi, loa 10,5 triệu, đầu cối 12 triệu, không bao gồm băng và xương băng, âm ly SA810 của Pioneer 6,5 triệu đồng. Đó. Và tất cả những mặt hàng trên bao zin tuyệt đối cho các bác. Đó. Và giá không bao gồm tiền ship và các bác nhá, phụ kiện cũng không bao gồm băng và xương băng. Vâng ạ, và chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Đô theo số điện thoại ghi trên tấm biển màu xanh này. 0975884009, địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Vâng ạ, và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong clip tiếp theo ạ.